Giám đốc Công an tỉnh Long An ký quyết định khen thưởng cho đội cảnh sát hình sự Công an huyện Cần Đức và 3 cá nhân của đội cảnh sát hình sự và thưởng nóng cho Công an huyện Cần Đức 5 triệu đồng về thành tích xuất sắc trong khám phá nhanh vụ án trộm cắp tài sản. Khoảng 7 giờ ngày 30 tháng 10 năm 2020, anh Phạm Công Chính, đăng ký thường trú xã Đức An, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, là nhân viên của một công ty ở phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, đang thi công công trình nâng cấp mở rộng đường tỉnh 830 thuộc địa bàn xã Long Cang và xã Long Định, huyện Cần Đức. Phát hiện xe lưu rung nhãn hiệu Sakai màu vàng, biển kiểm soát 69SA0230 đậu tại khu vực ấp 1 xã Long Cang, huyện Cần Đức bị mất trộm, nên đến cơ quan công an huyện Cần Đức trình báo vụ việc. Thì sáng sớm 30 7 giờ ra lính có tài xế nó ra làm thì cũng thấy xe nữa, nó báo về là điện về là báo mất á. Thì bắt đầu mới em đồ mới chạy ở dưới kia lên thì mới kêu nó đi vào trình công an. Thì còn mấy anh em thì đi tìm xung quanh nhưng không thấy. Sau khi tiếp nhận thông tin, xác định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tài sản bị chiếm đoạt có giá trị lớn, ban chỉ huy công an huyện đã phân công chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu dấu vết tại hiện trường, trích xuất camera an ninh trật tự tại khu vực xảy ra vụ mất trộm. Do vụ việc xảy ra vào đêm tối, vắng người qua lại, không có đèn đường, khu vực không có camera quan sát nên việc xác định đối tượng gặp nhiều khó khăn. Thì qua công tác khám nghiệm hiện trường thì cái dấu vết ở hiện trường thì rất là ít, bởi vì xe là nằm ngoài đường, rồi thời điểm xảy ra đó thì không có nhân chứng, rồi hiện trường thì dấu vết không có để lại, thì công tác điều tra thì rất là khó khăn. Cái tình hình mất trộm của công ty rồi ảnh hưởng đến tiến độ thi công á, thì nên là ban chỉ huy cũng có chỉ đạo đội hình sự phải tập trung để điều tra, thu hồi vật chứng và bắt giữ đối tượng. Thì sau khi mà chúng tôi khám nghiệm hiện trường thì chúng tôi nhận định là các đối tượng mà trộm cắp chiếc xe này á, thì nói chung là đối tượng phải có nằm trong cái nghề, am hiểu về cái nghề xe này mới biết được cái nơi tiêu thụ xe này. Hình dung ra bây giờ nếu chiếc xe lưu này mà vận chuyển xa thì nó phải có một chiếc xe là cẩu để cẩu đi, để nâng đi, chiếc xe lưu không thể nào mà chạy đi xa được. Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua vài giờ điều tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện vào lúc 2 giờ 45 phút ngày 30 tháng 10 năm 2020, có xe ô tô loại chuyên dùng chở một xe lưu về hướng quốc lộ 1A. Lần theo dấu vết, lực lượng điều tra phát hiện xe ô tô chở xe lưu về hướng quốc lộ 50 đến khu vực ấp Muôn Nghiệp, xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, bỏ xe lưu xuống tại một bãi vật liệu xây dựng, rồi xe ô tô bỏ đi. Tiếp đó có một xe ô tô khác chở chiếc xe lưu trên về hướng thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 2 tháng 11 năm 2020, Công an huyện Cần Đức tìm ra được chiếc xe lưu bị mất ở bãi sửa xe ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan điều tra thu hồi tài sản trên. Thì chúng tôi bây giờ phối hợp với công an phường đến bây giờ làm việc rồi tôi thu hồi cái tang vật về. Thì qua làm việc tang vật thì chúng tôi chưa cái lộ ra được cái đối tượng. Cái người mua này là chính người ta là làm công trình người ta mua thôi, chứ người ta hoàn toàn không biết cái đối tượng này là bán, người ta là vô trộm cắp mà bán. Người ta nghĩ là cái đối tượng này là bán lại của nhà, của công trình làm, công trình đã hoàn thành rồi bán cho người ta. Thì chúng tôi đã phát hiện được cái đối tượng này, ấp 4 xã Phước Dân, thì chúng tôi áp sát được cái đối tượng và tôi mời đối tượng về làm việc. Đến ngày 4 tháng 11 năm 2020, Công an huyện Cần Đức tiến hành mời đối tượng Bàn Văn Lâm, ngụ xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, tạm trú tại xã Phước Dân, huyện Cần Đức, có nghi vấn liên quan đến vụ trộm cắp tài sản. Qua làm việc, đối tượng Lâm khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Nhưng với biện pháp đấu tranh cương quyết của lực lượng điều tra cùng với các chứng cứ sắc bén, cuối cùng đối tượng Lâm đã thừa nhận hành vi trộm cắp xe lưu tại ấp 1 xã Long Cang, huyện Cần Đức vào đêm 29 tháng 10 năm 2020. Sau đó đem bán tài sản trộm được lấy tiền tiêu xài cá nhân. Qua định giá tài sản của cơ quan chức năng, chiếc xe lưu trên có giá trị là 738 triệu 150 ngàn đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố đối tượng Lâm về hành vi trộm cắp tài sản. Đi từ Bình Lức về tới ấp 1 xã Long Cang, tôi thấy xe lưu hiệu Sakai, rồi xong lên tôi thử xe, thấy ổ khóa mới mở được, lúc đó tôi biết
nãy xin ý định là lấy xe. Xong khi tôi lấy xong tôi ra ngoài quốc lộ, tôi thuê một xe thớt chở từ ấp 1 Long Can về từ cầu Mỹ Lợi. Rồi xong một đêm đó sáng lại khoảng 9 giờ tôi điện cho một người tên Hoài nhờ tìm mối bán xe. Thì đến đây em cảm ơn cái lực lượng công an của huyện Cần Đước giúp em tìm kiếm về cái tài sản của công ty của bọn em. Người dân phải đề cao cảnh giác, không có nghĩ là tài sản của mình lớn mà bỏ ngoài mà không canh giữ trông coi là được. Như tài sản mà nhỏ lớn mình cũng phải là trông coi. Tài sản mình để ở chỗ nào đó dễ nhìn, dễ thấy và dễ quản lý. Thì từ đó tội phạm nó không còn cơ hội để trộm cắp nữa. Thì vậy này nó góp phần được giữ vững cái tình hình an ninh trật tự tại cái địa phương đúng.